Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại gọi là thời đại bùng nổ thông tin. Và có thể nói là ngày nay á, nếu chúng ta có một cái câu thắc mắc nào, chúng ta đi lên online, chúng ta lên YouTube, chúng ta lên Facebook, chúng ta lên cái gì đó, chúng ta đưa ra một câu hỏi và chúng ta sẽ có câu trả lời. Từ những câu hỏi rất là đơn giản, ví dụ như là chiên trứng bằng như thế nào cho nó ngon, lên YouTube người ta cũng sẽ dạy mình 200 cách chiên trứng ở trên đó vào. Cho đến những cái câu hỏi phức tạp hơn, nhà tôi có một cái quả bom, làm sao thể tháo gỡ quả bom đó, nó cũng dạy mình tháo bom luôn. Ngày nay mình ở trong cái thời đại bùng nổ thông tin mà. Và chúng ta sẽ thấy rằng tình yêu và hôn nhân nó cũng là những cái vấn đề nó rất là quen thuộc, gắn liền với đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta có những người chưa lập gia đình thì ít gì mình cũng đã được sinh ra trong một gia đình, lớn lên trong một gia đình. Rồi lớn lên thì mình lập gia đình, mình lại bắt đầu bước vào trong vấn đề hôn nhân. Nó là một cái vấn đề gì đó rất là quen thuộc, mới nhìn qua tưởng là rất là đơn giản, nhưng nó lại vô cùng phức tạp. Thậm chí tôi nghĩ là hôn nhân tình yêu nó còn phức tạp hơn là cái việc mà tháo một cái bom nổ chậm nữa. Tại vì tôi thấy có nhiều gia đình ngày hôm nay á, không phải có một quả bom đâu, mà tôi nghĩ cả kho vũ khí ở đó đó, mà có chiến tranh thế giới thứ ba cũng được nữa. Nhiều nhà vũ khí nhiều lắm. Thế thì vấn đề là chúng ta tìm cái sự hướng dẫn từ nơi đâu. Khi tôi còn là thanh niên á, thì cái thế hệ của chúng tôi thanh niên lúc nó khoảng chừng năm 80-90 ha, thì cái thế hệ chúng tôi lúc nó không có nhiều sách vở để hướng dẫn về tình yêu và hôn nhân như ngày hôm nay đâu. Tôi nhớ lại hồi đó trong Hội Thánh đó, có một vài quyển sách viết về tình yêu nam nữ. Ví dụ như có hai cuốn sách của một mục sư, ông ta tên là Charlie Sheth. Ông viết hai cái cuốn sách, quý vị thấy cuốn sách của tôi đang cầm đó, là cuốn sách rất là cũ rồi. Hồi xưa Việt Nam mình gọi là quay rô nhô chứ là không phải in ra nữa, nó rất là mờ. Và hồi xưa chúng tôi chỉ có một vài cuốn giống như thôi. Cuốn này của mục sư Charlie Sheth là cuốn tiếng Việt mình là Thư cho Phi, tức là Letter to Philip, dịch vào tiếng Việt là Phi cho nó thân thuộc. Cuốn thứ hai đây là cuốn mà ông viết cho con gái của ông, con rể của ông. Và cái cuốn này á, là ông viết cho con gái của ông, tiếng Việt mình là Thư gửi cho Kim Loan, trong tiếng Anh cũng là Letters to Karen. Đây là chúng tôi chỉ có một vài cuốn sách, và trong đó có một cuốn sách mà tôi rất là yêu quý hồi từ nhỏ, đó là cuốn Tôi có yêu một thiếu nữ. Đây là những cái bức thơ của hai thanh niên người châu Phi viết cho ông mục sư của mình, của ông mục sư Walter Trobisch. Tôi không biết rằng là cái cuốn này có trong tiếng Anh không, bởi vì cái cuốn này nó được dịch ra từ nguyên bản tiếng Pháp, và tôi đọc nhiều sách về tình yêu lắm rồi, nhưng tôi nghĩ cái cuốn này nó tồn tại tới bây giờ cả 60-70 năm rồi, nhưng mà tôi nghĩ là nó vẫn hay. Chắc tôi không có cho ai mượn đâu, đừng dòm nhiều quá. Quý vị biết tại sao không? Cuốn sách này á, nó được in ở nhà xuất bản nhà in Nam Hải ở Sài Gòn vào ngày 13 tháng 5 năm 1969. Tôi sinh năm 67. Cái cuốn sách này nó nằm trong nhà của tôi, nó từ của chị tôi rồi truyền lại từ từ đến tôi. Và khi tôi lớn lên thì tôi đọc cái quyển sách này và tôi rất là thích. Lúc nó trong thế hệ của tôi ở Việt Nam á, tôi biết chắc mấy người lớn hơn hoặc như anh Nhân thì chắc biết mấy cuốn này ha. Chúng tôi lớn lên chỉ có, tôi nghĩ là chỉ có ba cuốn này thôi. Tôi không nhớ có cuốn nào khác, tôi không nhớ nữa. Nhưng mà nó rất là ít sách về tình yêu và hôn nhân. Thành ra chúng tôi yêu nhau cũng không có gì hướng dẫn hết. Yêu nhau là coi như là không có sách vở gì để mà đọc hết trơn, rất là hiếm. Thế nhưng bây giờ ngày hôm nay á, thì quý vị sẽ thấy rằng là có hàng ngàn đầu sách cơ đốc về cái vấn đề tình yêu và hôn nhân gia đình. Nếu mà tôi chỉ cần vô cái Kindle của tôi thôi, cả mấy chục cuốn về hôn nhân gia đình ở trong đó. Có những cuốn của những đầy tớ Chúa rất là đáng kính trọng. Ví dụ như một Tim Keller viết một cuốn rất là hay là The Meaning of Marriage. Đó là một cuốn sách rất là hay. Hoặc là thí dụ như chúng ta thấy rằng có một cái cuốn của R.C. Sproul, nhà thần học người Mỹ, cuốn The Intimate Marriage, nó cũng là một cuốn sách hay. Hoặc trong tiếng Việt của chúng ta nó dịch ra một loạt cuốn sách của Gary Chapman, ví dụ như 5 ngôn ngữ của tình yêu, quý vị đọc cuốn đó chưa? 5 ngôn ngữ của tình yêu, hoặc là 4 mùa của hôn nhân, nhiều sách lắm. Ngày hôm nay người ta không thiếu tài liệu để đọc. Ngày hôm nay người ta không thiếu sự hướng dẫn để sống trong hôn nhân. Thế nhưng đầy tớ Chúa nhà dạy nghĩa Kinh Thánh Warren Wiersbe á, thì ông có một nhận định rất là lý thú khi ông dạy nghĩa thư phi trong cuốn sách dạy nghĩa thư phi thứ nhất mang tên là Be Hopeful.
Ở trong cuốn sách Be Hopeful, trong phần giải nghĩa phía ra thứ nhất chương thứ 3, thì ông nói rằng chúng ta có nhiều thông tin về tình dục và hôn nhân hơn trước đây. Tuy nhiên chúng ta gặp phải những nan đề về hôn nhân và ly dị nhiều hơn trước đây. Rõ ràng có một cái điều gì sai trật ở đây. Ông nói rằng ngày hôm nay chúng ta không thiếu những cái tài liệu, những cái thông tin về vấn đề tình dục, về hôn nhân, về tình yêu nhiều hơn thế hệ của chúng ta trước đây rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay hôn nhân gặp rắc rối, những cái vấn đề nan giải trong hôn nhân, thì ly dị lan tràn, tất cả mọi điều đó nó lại phổ biến hơn những cái thế hệ trước đây. Và ông nói rằng như vậy thì rõ ràng có một cái điều gì đó nó đang sai trật ở nơi đây. Như vậy tôi dừng lại và tôi suy nghĩ rằng vấn đề của hôn nhân nó nằm ở đâu? Có nhiều khi hôn nhân của chúng ta nó đổ vỡ, chúng ta nói rằng hôn nhân tôi nó rơi vào tình trạng này là bởi vì tôi thiếu kiến thức, tôi thiếu hiểu biết. Giống như tôi cũng vậy thôi. Khi mà tôi lớn lên, khi mà lấy vợ rồi, cái những năm đầu bước vô hôn nhân rồi, hai vợ chồng rồi, có nhiều khi xung đột cãi lộn với nhau như chó với mèo vậy, nó bơm cái lộn nhau. Và nhiều khi tôi nhìn là tôi nói sao, tại vì không ai dạy mình điều đó. Và chúng tôi rất là ít dạy dỗ về điều đó. Hội thánh hoàn toàn, hầu như hoàn toàn không nói gì về tình yêu, tình dục, hôn nhân, không có nói. Ngay như sách Nhã Ca là một cái sách đó, cũng không được giảng dạy trong hội thánh. Mà nếu có giảng dạy sách Nhã Ca đó, chỉ là giảng dạy áp dụng theo nghĩa thuộc linh, nghĩa thiêng liêng, nghĩa bóng, mà không có ai dạy cho chúng tôi sách Nhã Ca theo cái lời dạy dỗ của Kinh Thánh. Và chúng tôi nói rằng ngày hôm nay mà tình trạng hôn nhân của mình, hoặc là tình yêu của mình, hoặc là bất cứ điều gì xảy ra là do mình thiếu hiểu biết, không có ai dạy mình hết. Tôi chỉ có mấy cuốn sách cầm trong tay thôi, thế là tôi chỉ có 3 cuốn này thôi, đọc có chừng ngày là xong. Mà sống thì sống với nhau mấy chục năm thì nó có chuyện là cũng phải rồi. Và nhiều khi mình an ủi như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta tràn ngập thông tin trên mạng, chúng ta tràn ngập những cái quyển sách, ở ngoài cũng có, trong giới cơ đốc cũng có. Thế thì tại sao vấn đề nó lại xảy ra như vậy? Cái vấn đề nó như vậy thì rõ ràng chúng ta có thể nhận ra rằng vấn đề của hôn nhân nó không nằm ở kiến thức hay hiểu biết. Cái vấn đề của hôn nhân nó không chỉ nằm ở chỗ kiến thức hay hiểu biết. Đúng là kiến thức hay hiểu biết nó có một cái ảnh hưởng nhất định nào đó, nhưng nó không nằm ở nơi đó. Như vậy thì cái vấn đề của hôn nhân nó nằm ở đâu? Nhiều ngày qua, nhất là trong suốt hơn một năm qua, khi tôi suy gẫm về rất là nhiều điều, đặc biệt tôi trở lại với lời Chúa, thì tôi nhận ra rằng không chỉ là vấn đề hôn nhân đâu, mà bất cứ vấn đề nào trong đời sống của chúng ta, bất cứ vấn đề nào cũng vậy, kể cả vấn đề hôn nhân, nó đều lệ thuộc vào cái thái độ của chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời. Cái vấn đề tất cả hôn nhân, hoặc là làm ăn, hoặc là dạy con, hoặc là thờ phượng trong hội thánh, tất cả đều lệ thuộc vào cái thái độ của chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, đọc nhiều sách là rất tốt. Tôi cũng là một người đọc nhiều sách. Đọc nhiều sách là tốt, không có gì xấu hết. Hồi xưa chúng tôi chỉ có 3 cuốn thôi, chúng tôi chỉ có thể đọc trong 3 cuốn này. Quý vị ngày hôm nay có 300 cuốn về hôn nhân giống như vậy, quý vị đọc cũng tốt luôn. Đọc sách không có điều gì xấu hết, đọc sách là tốt. Nhưng đừng quên rằng điều tốt nhất của chúng ta đó là trở lại với Kinh Thánh. Và phải trở lại với Kinh Thánh trong một cái tinh thần thuận phục và vâng lời. Hãy trở lại với tinh thần Kinh Thánh trong một cái tinh thần chấp nhận thẩm quyền tuyệt đối của Kinh Thánh. Rất nhiều người trong chúng ta vẫn trở về với Kinh Thánh và hôn nhân vẫn gặp nan đề là bởi vì sao vậy? Chúng ta trở lại với Kinh Thánh không trong một cái tinh thần thuận phục, không có nhìn đây như là một cái thẩm quyền tuyệt đối. Chúng ta đọc Kinh Thánh nhưng chúng ta vẫn cãi Kinh Thánh. Chúng ta đọc Kinh Thánh nhưng chúng ta vẫn sống theo người này người kia. Chúng ta vẫn sống theo cái cuốn sách này cuốn sách kia. Chúng ta đọc Kinh Thánh nhưng không trong cái tinh thần thuận phục và vâng lời. Là điều chúng ta phải trở lại thôi. Đó là chúng ta phải trở lại với lời của Chúa trong một cái tinh thần rằng những gì Kinh Thánh nói tôi sẽ làm. Vì đấy là lời của Đức Chúa Trời. Đấy không phải là cái chỗ để cho tôi bàn luận. Đấy không phải cái chỗ để cho tôi vote là yes hay no. No, đấy là điều tôi phải làm. Và chỉ khi nào tôi, quý vị, cả hội thánh chúng ta trở lại với lời Đức Chúa Trời trong một cái tinh thần thuận phục, vâng phục lời Chúa, trong cái tinh thần xem lời Chúa là thẩm quyền tuyệt đối, thì khi đó những nan đề của chúng ta nó mới có thể được giải quyết. Suốt 1 năm vừa rồi chúng ta học trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chúng ta học 2 chương, chương thứ nhất, chương thứ nhì của Phi-e-rơ thứ nhất, những cái chương rất là lạ lùng và lời của Chúa rất là đặc biệt trong 2 chương đầu tiên này. Đặc biệt trong cuối chương thứ nhì thì đưa chúng ta về với những cái trách nhiệm xã hội. Ở trong cuối chương thứ nhì dạy cho chúng ta cái trách nhiệm của chúng ta về xã hội như là những người công dân cơ đốc. Rồi tiếp theo đó, lời của Chúa dạy chúng ta những cái trách nhiệm trong xã hội
của chúng ta khi chúng ta đi làm như là những công nhân cơ đốc. Và hôm nay thì sứ đồ Phi-e-rơ đến với chúng ta trong chương thứ 3, khởi đầu chương thứ 3, 7 câu đầu chương thứ 3 để nhấn mạnh lên chúng ta một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Đó là cái đời sống hôn nhân. Sáng hôm nay chúng ta nói với nhau về hôn nhân cơ đốc. Chúng ta đã là một công dân cơ đốc ở một đất nước rộng lớn. Chúng ta đi vào trong một cái hạng sự nhỏ hơn, chúng ta là công nhân cơ đốc. Và bây giờ chúng ta trở về nhà, cái chỗ nhỏ nhất trong cộng đồng, đó là gia đình. Và chúng ta sẽ nói với nhau về hôn nhân cơ đốc. Malachi đoạn 2 câu 15 viết là câu gốc của chúng ta: vả hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chứ đại cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Vả hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ có đại cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Thế chúng ta trở lại với Malachi đoạn 2 từ câu 10 đến câu 16, và đặc biệt câu gốc này, thì chúng ta sẽ nhận ra một vài điều. Đó là Đức Chúa Trời nhìn về hôn nhân như thế nào, hay là hôn nhân trong mắt Đức Chúa Trời ra sao. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, hôn nhân nằm trong hoạch định của Đức Chúa Trời và do Đức Chúa Trời thiết lập. Hôn nhân không phải là một cái điều gì đó con người mình tự nghĩ ra. Hôn nhân nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời, nằm trong hoạch định của Đức Chúa Trời và do Đức Chúa Trời thiết lập. Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời nói với Adam rằng loài người ở một mình thì không tốt, và Chúa dựng nên một người nữ để làm gì? Để trở nên người giúp đỡ cho Adam. Hôn nhân nằm trong hoạch định của Đức Chúa Trời. Hôn nhân là thiêng liêng và Đức Chúa Trời xem trọng hôn nhân. Và do đó ngày hôm nay phần lớn thanh niên mình nó ở bên ngoài rồi, có một vài đứa ở đây thôi, nhưng mà làm người, quý vị là những người cha người mẹ, phải dạy cho con mình cái điều này. Hôn nhân nó rất là thiêng liêng, đó là do Đức Chúa Trời hoạch định. Hôn nhân nó không phải là một cái quyết định của cảm xúc. Hôn nhân nó không có kiểu giống như là Samson đi xuống Thiêm Na gặp một cô gái về kêu cha mẹ mình cưới rồi, vì sao vậy? Cái người đó đẹp mắt con, bất kể người đó như thế nào, bất kể người đó có phải là người Đức Chúa Trời dự bị cho mình hay không, điều Samson quan tâm là gì? Người đó đẹp mắt con. Hôn nhân nó không phải là như vậy. Hôn nhân nó không phải là một cái quyết định nhất thời do cảm xúc đưa đến. Hôn nhân nó là thiêng liêng. Đức Chúa Trời xem trọng hôn nhân. Hôn nhân được Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời thiết lập. Đó là cái phước hạnh, đó là sự tốt lành mà Đức Chúa Trời muốn cho con người kinh nghiệm. Thế thì ngày hôm nay tại sao có nhiều người ở trong hôn nhân mà không kinh nghiệm sự phước hạnh của Chúa? Đó là bởi vì con người ta sống theo ý riêng, không tuân theo sự dạy bảo của Đức Chúa Trời, nên con người ta chính mình đã dần hồi phá bỏ sự vững chắc và phước hạnh trong hôn nhân. Hôn nhân nằm trong hoạch định của Đức Chúa Trời và do Ngài thiết lập. Và hôn nhân là để hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời. Hơi sống của Đức Chúa Trời là dẫu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm nên một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Tại nơi đây Malachi nói rằng dân sự của Chúa không được kết hôn với người ngoại trong văn mạch này. Vì sao vậy? Bởi vì họ sẽ đánh mất cái dòng dõi thánh. Đương nhiên cái phân đoạn kinh thánh này Đức Chúa Trời đã dùng Malachi để phán cho người Do Thái. Và cái dòng dõi thánh ở tại nơi đây nói đến dân Israel là tuyển dân của Ngài. Nhưng ngày hôm nay ai là tuyển dân của Đức Chúa Trời? Hiện nay hội thánh là dòng dõi thánh, là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Và hôn nhân của chúng ta phải hoàn thành cái chương trình của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để tạo nên một cái thế hệ mới kính sợ Chúa và thờ phượng Chúa. Ồ quý vị ơi, hôn nhân là để hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời. Hôn nhân không chỉ là dành cho mình, hôn nhân trước hết là để dành cho Đức Chúa Trời và hoàn thành mục đích của Ngài. Tất cả chúng ta đều biết câu con tôi nhất đoạn 10 câu 31: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Ông Phao-lô hay vô cùng. Ông nói rằng anh em hoặc ăn hoặc uống, tức là những việc rất là thường ngày, mỗi ngày mình phải làm. Anh em hoặc ăn hoặc uống, và rồi cái gì nữa? Nếu mà ông kể nữa, ông sẽ có thể kể ra hàng ngàn cái yếu tố khác nhau. Và rồi thời đại thay đổi, mỗi thời đại sẽ hình thành nên những thứ khác nhau. Chính vì vậy mà trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, Phao-lô chỉ viết một chữ thôi: sự chi khác.
Sự chi khác là sự gì? Sự chi khác có nghĩa là tất cả mọi điều trong cuộc đời chúng ta, trong đó bao gồm cả hôn nhân. Và như vậy nếu chúng ta đọc Corinto nhất đoạn 10 câu 31 trong bối cảnh của hôn nhân, thì chúng ta phải nói rằng anh em ở trong hôn nhân, anh em hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà bước vào đó mà sống trong hôn nhân. Hôn nhân không chỉ dành cho hai người, hôn nhân trước hết, ưu tiên hơn hết, đó là vì cớ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hôn nhân nằm trong hoạch định của Chúa, hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập, hôn nhân là để hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời, và hôn nhân là trọn đời. Chúng ta phải cẩn trọng khi bước vào trong hôn nhân. Và một khi đã bước vào hôn nhân thì chúng ta lại càng phải cẩn trọng hơn để gây dựng hôn nhân cho vững bền. Chúng ta có cái xu hướng, không biết quý vị ở đây, quý vị nhìn lại cái thợ mà mình chưa đám cưới á, thì trước hôn nhân mình có cẩn trọng không? Trước hôn nhân á, lúc mà đi thả thính như là đi cua gái rồi có thận trọng không? Thận trọng. Trước khi ra khỏi nhà là đứng, trước khi mà tôi mà đi tới nhà thờ thì tới nhà thờ là gặp Thúy mà. Trước khi tới nhà thờ là đứng trước gương coi như là cũng phải là nửa tiếng đồng hồ, rồi tới sau lùi đi ra tới cửa rồi. Hình như người mình có cái gì chạy vô đứng sau gương tiếp phải không? Tóc là phải vuốt cho nó nằm êm hết trơn. Hồi đó nghèo đói gần chết luôn, nhưng mà phải mua cục xà bông để vuốt tóc cho nó thẳng đồ xuống là ngon lành, áo đồ ngon lành lắm. Cẩn trọng không? Đi gặp người yêu mình nói chuyện dễ thương không? Nói chuyện dễ thương không? Dễ thương. Mời nhau đi ăn, ăn có lịch sự không? Ăn lịch sự khép nếp. Có nói gì bậy bạ không? Không. Thế thì bây giờ sau khi cưới nhau 10 năm rồi nó ra làm sao? Cưới nhau 20 năm rồi nó ra làm sao? Ôi, cái lạ lùng phải không? Nó rất là lạ lùng. Tôi hôm bữa tôi nói chuyện với lại một cái nhóm tôi học Kinh Thánh với họ trong sách Nhã Ca, tôi nói chuyện vui với họ thôi. Tôi nói nhiều bà rất là lạ, đi ra đường thì như bà hoàng vậy đó. Mặc đồ đồ đẹp rất là cẩn trọng, về nhà đối diện với ông chồng mình á, nhìn như con quỷ vậy đó, tức là đầu tóc nó dựng đứng lên hết trơn. Đương nhiên là tôi nói chơi thôi nha quý vị, đừng có lấy câu nói về rồi mấy ông rồi đi kiếm bà vợ mình nói về là tuần sau không đi nhà thờ nữa là không phải tại tôi đâu nha. Nhưng mà nó lạ vậy lắm, tức là sao? Mình cậu thả lắm. Rồi mấy ông cũng vậy thôi. Hồi xưa yêu nhau thì đàng hoàng không, nói chuyện lịch sự không? Bây giờ cưới nhau về rồi thì sao? Cưới vô thôi rồi bị dụ, coi như là dụ đã. Cái kế hoạch này đã hoàn thành rồi, con mồi đã vô bậy rồi. Bây giờ làm sao? Xả vai xuống. Giờ không còn phải đóng cái vai người tốt, người lịch sự làm cái gì. Thành ra bây giờ ăn uống nó cũng không còn lịch sự nữa. Phải không? Ăn uống nó cũng không còn lịch sự. Rồi đủ thứ chuyện hết trơn đó. Rồi nằm ngủ gác chân đè cổ nhau rồi đủ thứ hết. Hết lịch sự. Hết thận trọng rồi. Nói đó là những cái thực tế trong đời sống thôi quý vị. Nhưng mà hãy nhớ, mình đã cẩn trọng khi bước vào hôn nhân thì cũng phải cẩn trọng để mà gây dựng hôn nhân. Mình đã rất cẩn thận khi bước vào hôn nhân thì mình cũng phải rất cẩn thận khi mình gây dựng hôn nhân. Đây là điều rất là quan trọng. Ngày nay rất nhiều người xem thường hôn nhân. Họ bước vào hôn nhân rất là vội vã. Bước vào hôn nhân rất là vội vã luôn. Tôi đã từng đọc những câu chuyện mà hai người gặp nhau chỉ có 2 ngày sau là làm đám cưới. Bước vô rất vội. Mà easy to come thì sao? Easy to go. Có những người rất là vội vã bước vào hôn nhân, và rồi khi họ đối diện với xung đột, họ cũng không đủ kiên nhẫn thời gian để họ giải quyết xung đột. Họ rất vội vã với xung đột, và rồi họ cũng rất vội vã để bước ra khỏi hôn nhân. Đó không phải là cái nhìn của Đức Chúa Trời. Hôn nhân đối với Đức Chúa Trời là trọn đời. Và một cái điều nữa khi chúng ta nhìn ở nơi đây á, là chúng ta sẽ thấy rằng tình trạng thuộc linh của một người sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng hôn nhân. Câu gốc của chúng ta hôm nay nằm trong sách tiên tri Malachi. Malachi là ai? Malachi là tiên tri cho vương quốc Giu-đa thời kỳ hậu Lưu Đài. Malachi là người đã tiếp nối công việc của các tiên tri trước đó như Age, Sacheri, Nehemi để giải quyết các nan đề của xã hội. Và xã hội lúc bấy giờ họ đang rơi vào trong sự băng hoại về đạo đức xã hội nói chung, sự băng hoại về đạo đức của tầng lớp tăng lữ nói riêng, và đặc biệt đó là sự đổ vỡ về nền tảng của hôn nhân. Quý vị biết không, thời Malachi dân Israel nhận được nhiều đặc ân lắm. Họ là thời kỳ hậu Lưu Đày, họ được trở về Jerusalem, đền thờ đã được xây dựng lại cách đó 100 năm rồi, hệ thống xã hội, tôn giáo, kinh tế tất cả đều được khôi phục. Thế nhưng hơn bao giờ hết, thay vì dân sự biết ơn Chúa hết lòng thờ phượng Ngài, thì dân Israel bắt đầu bày tỏ sự sa sút thuộc linh, bắt đầu
từ sự dạy dỗ sai lạc của những lãnh đạo tôn giáo, nó đem đến sự suy đồi thuộc linh của dân sự. Và cái sự suy đồi thuộc linh nó được bày tỏ một cách rõ ràng trong sự đổ vỡ trong nền tảng hôn nhân, khi mà dân sự của Chúa phạm hai điều rất lớn trong hôn nhân. Thứ nhất là cưới người nữ ngoại bang, và thứ nhì là tình trạng ly dị được lan tràn trong dân sự. Những điều này được chép trong Malachi chương thứ 2. Và thông qua Malachi, Đức Chúa Trời quở trách dân sự. Và từ cái sự khiển trách được ghi chép lại của trong tiên tri Malachi về tình trạng hôn nhân của dân Israel, chúng ta nhận ra một lẽ thật rất là quan trọng trong hôn nhân. Đó là mối liên hệ với Chúa của chúng ta nó sẽ quyết định mối liên hệ của vợ chồng, hay mối liên hệ với Chúa sẽ quyết định cái sự lành mạnh của hôn nhân. Sự dạy dỗ của Malachi nhấn mạnh rằng nếu chúng ta sống trong một cái ý thức Đức Chúa Trời là cha của ta, Đức Chúa Trời là cha của mình nè, cũng là cha của người vợ mình nè, cũng là cha của tất cả những người xung quanh mà Chúa đặt đè bên mình nè, và Chúa không chỉ là cha đâu, Chúa còn là chủ của chúng ta, thì chúng ta sẽ cư xử một cách chân thật, tôn trọng với người phối ngẫu, người vợ, người chồng của mình, và bởi đó chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân phước hạnh. Như vậy khi chúng ta gây dựng đời sống tâm linh của mình, có nghĩa là chúng ta đang yêu thương gia đình của mình và muốn gia đình của mình sống tốt hơn. Nhiều người nói rằng tôi yêu thương gia đình của tôi phải ráng tôi kiếm tiền về cho nhiều cho gia đình của tôi. Nhưng không phải. Bởi vì tình trạng hôn nhân của chúng ta nó sẽ lệ thuộc vào tình trạng thuộc linh của chúng ta. Do đó gây dựng đời sống thuộc linh của chúng ta chính là vì đó là một cái hành động nói lên rằng tôi yêu gia đình tôi yêu vợ tôi yêu chồng tôi yêu con cái của tôi. Do đó tôi sẽ gây dựng đời sống thuộc linh của tôi, và điều tôi ao ước là gia đình tôi được tốt hơn. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều chịu cái áp lực về cái cuộc sống, về cơm áo gạo tiền hết. Không ai không có. Và nhiều người cho rằng sống là phải thực tế, do đó phải dành tất cả thời giờ và tâm sức cho công ăn việc làm, cho sự thăng tiến trong xã hội. Nhưng chúng ta, tất cả những gì mà chúng ta đạt được, nó có thể là nhà cửa, nó có thể là xe cổ, nó có thể là địa vị, nhưng tất cả những điều đó nó sẽ có giá trị gì khi chúng ta đánh mất những người thân yêu nhất của mình. Chúng ta có tất cả, chúng ta mất hạnh phúc với hôn nhân của mình, với con cái của mình. Và điều quan trọng hơn, chúng ta đánh mất cái sự sống đời đời của con cái. Thế thì những gì chúng ta tìm được nó có giá trị. Căn nhà thiệt lớn là sẽ cũng lúc chúng ta cũng sẽ buông hết tất cả để mà chúng ta trở về với bụi đất. Cái xe thiệt đẹp chăng nữa thì cũng có lúc chúng ta không lái được nữa. Và tất cả chúng ta nỗ lực cuộc đời mình để tìm kiếm những điều đó, đánh mất gia đình của mình, đánh mất người phối ngẫu của mình, đánh mất con cái của mình, không những đánh mất cái tình cảm trong cuộc đời này, đánh mất cả cái sự sống ở trong cõi đời này. Chúng ta có dịp chúng ta đọc ở trong Truyền Đạo đoạn 9 câu 7 câu 10, 7, 8, 9, 10, 4 câu, thì ông Salomon nói đến 4 điều cần trong cái cuộc đời đau khổ này. Ở trong câu 10 ông nói rằng cái điều cần mà mình có thể có trong cuộc đời này đó là chăm chỉ trong công việc. Điều thứ bảy là gì? Sau khi đi làm về thì chiều tối có được bữa ăn vui vẻ, thỏa vui với gia đình. Câu số 8 nói rằng luôn sống trong tinh thần vui vẻ vì biết rằng Chúa đang tể trị trên mọi sự. Và câu số 9 nói rằng có một cái tình yêu thương với vợ hay chồng của mình. 4 điều: chăm chỉ làm việc, chiều tối về có một bữa ăn thật là vui vẻ, thân mật yêu thương với gia đình, sống trong tinh thần, sống trong cái nhận thức Chúa đang tệ trị mọi sự, thành ra lúc nào cũng vui mừng, lúc nào cũng bình an, bất kể điều gì xảy ra, và sống cuộc đời yêu thương với vợ chồng của mình. Nhiều người chỉ đang tập trung vào điều thứ nhất, đó là chăm chỉ làm việc. Và tối về không cần bữa ăn nó có vui hay không, chỉ cần cái bữa ăn đó đồ ăn có ngon hay không. Nhưng nếu như chúng ta đạt được điều thứ nhất mà chúng ta đánh mất những điều còn lại, chúng ta không thấy được cái sự bình an, niềm vui trong cá nhân chúng ta. Chúng ta đánh mất đi cái hạnh phúc trong gia đình của chúng ta. Chúng ta đánh mất đi những đứa con, dần dần nó mình không còn nhìn thấy nó nữa. Thế thì những gì mà chúng ta đạt được trong cuộc đời này nó ích lợi gì chăng? Làm sao có thể đạt được cả 4 điều đó nếu như chúng ta không có cái đức tin vững vàng nơi sự tể trị của Đức Chúa Trời? Chúng ta không thể nào đạt được những điều này nếu chúng ta không có một đức tin nơi Chúa. Sự bình an hay sự bất an của chúng ta nó sẽ lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta chỉ có thể có được sự bình an trong tâm lòng khi mà chúng ta có được cái đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và chỉ khi nào chúng ta có sự bình an trong tâm lòng thì chúng ta mới có thể sống cuộc đời bình an với những người xung quanh, kể cả với
vợ chồng hay con cái của mình. Do đó quan tâm gây dựng cái đời sống tâm linh, nó là cái phương cách thực tế nhất để chăm lo cho gia đình và duy trì hôn nhân trong tình trạng lành mạnh. Nhiều người nói rằng ngày hôm nay sự khó khăn, đưa ra cái sự khó khăn về tài chính để biện minh cho sự lơ là trong việc nhóm học với hội thánh, trong việc học kinh thánh và cầu nguyện. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhận thấy rằng mình quá bận rộn với công việc kiếm tiền, thì quý vị ơi, tại sao không hy sinh để làm bớt lại, bớt giờ lại? Quý vị sẽ nói tôi rằng, mục sư có biết bớt giờ lại nghĩa là gì không? Tôi biết đó. Bớt giờ lại nghĩa là gì? Bớt tiền. Bớt tiền nghĩa là gì? Bớt tiền nghĩa là gì? Quần áo không còn đẹp, không còn đồ hiệu như trước. Bớt tiền có nghĩa là gì? Nhà nó sẽ nhỏ hơn. Bớt tiền có nghĩa là gì? Xe nó sẽ sống hơn. Bớt tiền có nghĩa là gì? Không còn những cái tiện nghi trong gia đình. Nhưng quý vị ơi, quý vị nói rằng đừng có đứng trên đây mà nói chuyện bốc phét, tại vì ai cũng cần những điều đó. Cần hay không là tùy vào cái nhìn của chúng ta về cái giá trị trong cuộc đời này. Quý vị coi điều gì là giá trị? Nếu quý vị coi căn nhà này là giá trị, cái xe là giá trị, thì cứ tiếp tục đi làm đi. Và có biết bao nhiêu người đã phải rơi nước mắt ngày hôm nay khi mà cơ ngơi tất cả đều có, không có một đứa con nào trong gia đình, trong căn nhà đó, và cũng không có một đứa con nào còn thờ phượng Chúa. Và lúc đó thì hối hận đó là phải chi, nhưng không có chuyện phải chi ở đây. Tất cả đều là quyết định của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có điều gì là quan trọng? Chúng ta coi sự thành đạt trong cuộc đời này, chúng ta đầu tư cho điều đó, hay chúng ta coi cái cõi đời đời của chúng ta là quan trọng? Chúng ta sẽ đầu tư nơi đó. Anh ơi, đây là cái sự chọn lựa của chúng ta thôi. Cái sự chọn lựa của tất cả mọi chúng ta. Và quý vị biết không, khi tôi nói đến rằng hôn nhân là sự gây dựng đời sống thuộc linh, tình trạng thuộc linh, thì ở nơi đây chúng ta đừng bao giờ quên rằng hôn nhân luôn luôn có hai người, đó là người chồng và người vợ. Như vậy thì cái việc gây dựng đời sống tâm linh nó phải được thực hiện ở cả hai. Tôi thấy trong hội thánh nó có hai loại gia đình. Loại thứ nhất, cả chồng và vợ đều sốt sắng. Ở đây có gia đình đó không? Thôi không dám nói. Một cái biến thể nhỏ nhỏ của loại thứ nhất, tức là hai vợ chồng đều sốt sắng. Một cái biến thể thứ nhì là hai vợ chồng đều yếu đuối. Có không? Không có đâu, tại vì hai vợ chồng yếu đuối, sáng nay không đi nhà thờ. Nó có một cái loại thứ nhất là hoặc là mạnh hết hoặc là yếu hết. Nhưng trong nhà thờ cái loại thứ nhì mới nhiều. Loại thứ nhì là gì? Trong gia đình sẽ ưu tiên cho một người có đức tin mạnh và một người được ưu tiên để có đức tin yếu. Trong nhà thờ sẽ có những gia đình mà ông chồng rất sốt sắng, bà vợ chuyên môn shopping thôi. Hoặc là ngược lại, bà vợ rất sốt sắng, ông chồng suốt ngày ngồi ở nhà coi football thôi. Mà cái loại bà vợ sốt sắng mà ông chồng yếu đuối á, nó lại phổ biến rất là nhiều. Nó phổ biến nhiều kinh khủng lắm. Tôi đi đâu tôi cũng thấy vậy hết trơn á. Tức là bà vợ đi nhà thờ, lên ban phụ nữ lúc nào cũng đông hết trơn á, và ban nam giới lúc nào cũng thiếu hết trơn. Nó lạ lùng vậy á. Tôi cũng không biết tại sao nữa, mà nó phổ biến lắm. Tôi ít thấy cái bà ông chồng nào nhằn bà vợ là ủa sao bà không đi nhà thờ, mà tôi toàn thấy mấy bà vợ nhằn mấy ông chồng không mà ủa sao ông ngồi đó ông coi TV hoài vậy, ông ngồi đó ông coi YouTube hoài vậy, ông ngồi đó ông coi football hoài vậy, đi nhà thờ đi. Và mấy bà nói như vậy thì bạn thấy rằng là trong gia đình nó có một cái tình trạng rất phổ biến, tức là có một người mạnh một người yếu, khó gây dựng vô cùng, khó gây dựng. Quý vị nghĩ sáng hôm nay nếu mà chỉ có mấy bà đi nhóm hết thì sao, nó có giúp ích gì được cho gia đình không? Mấy bà về đè mấy ông chồng ra dạng lại, gây lộn thêm. Mà nếu sáng nay chỉ có mấy ông đi nhóm mà không có mấy bà đi nhóm thì sao? Về nói mấy bà đâu có tin. Làm sao mà tin được? Thành ra là gây dựng là phải gây dựng cả hai vợ chồng. Tôi hiện nay tôi đang học sách nhà ca với một cái nhóm một kinh thánh. Tôi học với một cái nhóm phụ nữ nha. Hay là một cái nhóm toàn nữ không có nam. Và tôi học với họ bài đầu tiên xong. Hôm qua thì cái người trưởng nhóm nói với tôi là chắc là kỳ tới học á thì tụi chị quyết định là
mấy người nó lớn tuổi hơn tôi không à, tôi e nhỏ nhất, mấy chị quyết định là sẽ kêu mấy ông chồng vô học. Tôi nói ok, amen. Chứ thôi dạy cho mấy bà không rồi làm sao mà mấy ông thay đổi được. Lời Chúa là cho cả nam lẫn nữ, cả chồng lẫn vợ mà. Thành ra phải chú ý để mà gây dựng cái tình trạng thuộc linh ở trong gia đình của mình. Trong hôn nhân cả hai được hiệp làm một, và hai vợ chồng phải giúp nhau lớn lên trong đức tin, trong sầu việc Chúa, nuôi dạy con cái cho Đức Chúa Trời. Người chồng phải khích lệ người vợ, và người vợ cũng phải khích lệ người chồng trong đời sống thuộc linh. Thế thì chúng ta đến với phân đoạn Phi-líp thứ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 7 ngày hôm nay. Tôi không, cái giờ của anh Quay bỏ lên là nãy giờ nói được 20 phút rồi ha. Tôi có hứa với lại vợ tôi là cái New Year Resolution của tôi là năm nay tôi giảng 30 phút thôi. Mà bà vợ tôi bà dứt khoát bà không tin, bà nói ông họ hứa mà làm sao mà tin được. Nhưng mà không, sáng hôm nay giảng 30 phút. Chính vì vậy á mà Phi-líp nhất đoạn 3 câu 1 câu 7 sáng hôm nay á, tôi chỉ học cái chữ đầu tiên thôi. Còn nguyên phần còn lại tuần sau mình học. Quý vị nhìn lên màn hình, trong bản tiếng Việt và trong bản tiếng Anh, bản tiếng Việt thiếu chữ gì? Trong bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt thiếu chữ gì? Thiếu chữ gì? Rồi, à, Khải mở dùng chú tính câu số 7 coi. À, câu số 7, yes. Giữa tiếng Việt với tiếng Anh thiếu chữ gì? Nhiều ít thì tại vì tiếng Anh là husband là số nhiều, còn kia hỡi người làm chồng là hỡi mấy người làm chồng cũng số nhiều luôn. Thiếu chữ gì? Cả hai câu này đều thiếu tiếng Việt, mình thiếu một chữ vô cùng quan trọng. In the same way. Tiếng Việt cả thiếu câu số 1, trả lại câu số 1 hả? Thiếu cái chữ in the same way, likewise, giống như vậy, cũng vậy, tương tự như phần trên. In the same way. Chúng ta hôm nay chỉ học chữ đó thôi. In the same way. Tương tự như phần trên, giống như vậy. Thế thì tương tự với điều gì? Hôn nhân trong Chúa tương tự với điều gì? Có hai điều chúng ta được học qua đoạn thánh này. Thứ nhất là chúng trong hôn nhân nó phải tương tự với những cái trật tự xã hội đã được dạy dỗ trước đó. Xã hội có những cái trật tự mà chúng ta đã học trong những tuần trước. Đó là chúng ta trật tự trong xã hội khi chúng ta là một công dân. Một xã hội có một cái trật tự, có những người lãnh đạo chính quyền, có những người dân ở dưới, và người dân phải thuận phục cái trật tự đó. Bước nơi nơi làm việc thì có người chủ, có người công nhân, và chúng ta phải thuận phục cái nơi đó. Và khi bước vô gia đình cũng có một cái trật tự, và chúng ta phải thuận phục trật tự đó. Tương tự như tất cả những gì Chúa Phi-líp dạy ở phía trên, thì chúng ta phải thuận phục cái trật tự trong hôn nhân. Hầu hết những nan đề trong hôn nhân xuất phát từ việc người ta xem thường, hoặc là thậm chí người ta từ bỏ cái trật tự trong hôn nhân. Thế thì trật tự trong hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập là gì? Trật tự được thiết lập ngay từ trong buổi sáng thế, ở trong Sáng Thế Ký chương thứ 2, và nó tiếp tục được sự dạy dỗ trong Tân Ước của cả sứ đồ Phao-lô lẫn sứ đồ Phi-líp. Đó là gì? Đó là chồng phải là người lãnh đạo trong gia đình, là đầu của vợ, vợ phải phục vụ chồng, và chồng thì phải tôn trọng vợ và yêu thương vợ. Chúng ta sẽ đọc thấy điều này trong Sáng Thế Ký, chúng ta đọc thấy điều này trong Ê-phê-sô đoạn 5, chúng ta đọc thấy điều này trong Phi-líp nhất đoạn 3 câu 1 câu 7 mà chúng ta đang học hiện nay. Đấy là trật tự của Đức Chúa Trời. Là một người dân chúng ta phải tôn trọng trật tự trong xã hội, là một người công nhân chúng ta phải tôn trọng trật tự trong nơi làm việc, và là một người chồng, người vợ chúng ta phải tôn trọng cái trật tự trong gia đình. Không có một cái cộng đồng nào, cho dù hai người hay là 2.000 người mà có thể hoạt động được nếu không tuân theo cái trật tự của cái cộng đồng. Và hôn nhân của chúng ta đổ vỡ, hôn nhân của chúng ta rắc rối, hôn nhân của chúng ta có nhiều nan đề, nó dẫn đến cái nan đề cho con cái mình, là bởi vì rất nhiều người trong chúng ta đã xem thường và thậm chí là từ bỏ cái trật tự trong hôn nhân. Vì sao chúng ta phải tôn trọng cái trật tự này trong hôn nhân? Tại sao chúng ta phải tôn trọng trật tự này? Tại sao vợ phải vâng phục chồng? Tại sao chồng phải tôn trọng và yêu thương vợ? Vì sao? Sứ đồ Phao-lô nói trong số 51 rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Điều đó nghĩa là gì? Chúng ta tôn trọng trật tự này, chúng ta vâng phục chồng mình, chúng ta yêu thương vợ mình là vì cớ chúng ta kính sợ Chúa.
Nói một cách khác, khi một người không tôn trọng cái trật tự này trong gia đình, nếu người vợ không vâng phục và kính trọng chồng, nếu chồng không tôn trọng và yêu thương vợ, thì người đó đang xem thường mạng lệnh của Chúa, có nghĩa là người đó không kính sợ Chúa. Không có cái lý giải nào khác. Đây là lời của Chúa dạy chúng ta. Một trong những lý do mà nhiều người thường nêu lên để biện minh cho việc chống đối lại cái thẩm quyền của Chúa đặt trên mình, đó là người đó nói là cái người mà Chúa đang đặt trên tôi nó không xứng đáng, thành ra tôi không vâng phục. Ôi quý vị ơi, thứ nhất chúng ta nhớ là cái chúng ta thuận phục trật tự mà Chúa thiết lập, thuận phục cái thẩm quyền Chúa đặt trên mình, vợ thuận phục chồng, không phải là vì cái người lãnh đạo đó hay cái người chồng đó xứng đáng, mà là vì chúng ta kính sợ Đấng Christ. Vì đây là điều Chúa dạy. Và chúng ta có kính sợ Chúa không? Nếu chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta phải làm theo điều Chúa dạy. Chúng ta kính trọng một người, một cái thẩm quyền Chúa đặt trên mình, chúng ta vâng phục người đó không phải vì cớ người đó, mà là vì cớ tôi kính sợ Đấng Christ. Đức tin của chúng ta sẽ quyết định cái thái độ của chúng ta đối với những cái thẩm quyền mà Chúa đặt trên mình. Trong tất cả các cộng đồng, ở trong nhà nước cũng vậy, chúng ta không kính trọng cái thẩm quyền đặt trên mình. Ở trong công sở chúng ta không kính trọng cái thẩm quyền của những người làm chủ mình. Ở trong nhà thờ chúng ta không kính trọng những người lãnh đạo thuộc linh. Ở trong gia đình vợ con không tôn trọng cái thẩm quyền của người chồng. Chúng ta phá vỡ hết tất cả cái trật tự của xã hội. Và lý do là bởi vì chúng ta không kính sợ Chúa. Có nhiều người nói rằng là người đó không xứng đáng. Thế thì tôi hỏi rằng khi mình nói rằng người chồng nó không xứng đáng để tôi vâng phục, vậy thì tôi là người vợ, tôi có xứng đáng trong vai trò người vợ không? Và quý vị sẽ thấy một điều rằng là xứng đáng hay không, không phải là trong cái nhìn của tôi, không phải trong cái nhìn của quý vị, mà là trong cái nhìn của Kinh Thánh. Nếu như một người vợ không tôn trọng lời Chúa, không tôn trọng trật tự mà Chúa thiết kế trong gia đình, không kính trọng chồng mình, thì người vợ đó có xứng đáng trước mặt Chúa không? Chúng ta vẫn thường nói rằng ông chồng tôi không xứng đáng để tôi vâng phục. Thế thì tôi có xứng đáng không khi tôi không vâng phục lời Chúa? Chúng ta phải trở lại với Đức Chúa Trời. Và quý vị ơi, tất cả những nan đề trong chúng ta, đó là nó đến từ cái thái độ của chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có tin rằng lời Chúa có thẩm quyền tuyệt đối, và điều tôi cần làm trong cuộc đời này để có thể kinh nghiệm được sự chúc phước của Chúa, phước hạnh của Chúa trong cuộc đời tôi, không có gì khác hết là xem lời Chúa là thẩm quyền tuyệt đối. Thế thì thuận phục như thế nào? Tôi biết giờ này cũng có nhiều bà đang nhìn tôi cũng bực mình lắm rồi. Nhưng tôi xin một điều, tuần này về đọc lại Phi Rõ Nhất đoạn 3 câu 1 câu 7, tuần sau mình sẽ học coi mấy bà thuận phục mấy ông sao. Tôi khuyên mấy ông chồng đừng có vì những gì mới nói xong tuần này về lên mặt kêu căng, tuần sau sẽ rất là xấu hổ. Thành ra từ từ tuần này dịu xuống cầu nguyện đọc Kinh Thánh đi, tuần sau mình sẽ học coi nữ sẽ, bà mấy bà vợ sẽ vâng phục chồng là như thế nào, và mấy ông chồng là yêu thương vợ mình là như thế nào. Chúng ta sẽ nói với nhau trong tuần sau. Tại vì tôi phải giữ lời hứa của tôi là giảng ngắn ngày hôm nay. Còn học với Chúa nhiều khi cũng cực cực với vợ con. Tương tự thứ nhất là tương tự với những cái trật tự xã hội mà Chúa dạy trước đó. Và cái tương tự thứ nhì là tương tự với cái gì? Ngay trước đó, từ câu 21 đến câu 24 của đoạn 2, kết thúc đoạn 2, nói đến tấm gương của Chúa Giê-xu. Như vậy thì in the same way. Cái tương tự với cái điều gì? Tương tự với cái tấm gương của Chúa Giê-xu được nêu trong đoạn 2, câu 21 đến câu 24. Chúa Giê-xu nêu cho chúng ta tấm gương nào ở trong phân đoạn Kinh Thánh này? Chúa Giê-xu đã nêu lên tấm gương của sự hy sinh, của sự chịu khổ, của sự thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, của việc nghĩ đến ích lợi của người khác. Và cái tấm gương này được áp dụng trong những cái trật tự trong xã hội. Và cũng như vậy, tương tự như vậy, tấm gương này cũng phải được áp dụng trong gia đình. Cái tấm gương này của Chúa Giê-xu được áp dụng cho ai trong gia đình? Tôi thấy trong gia đình buồn cười lắm. Quý vị đã ý rồi, tôi hồi nhỏ cũng vậy thôi. Mình bây giờ mình có con cũng vậy thôi. Khi nào mình muốn con mình làm cái gì, mình nói nó không nghe thì mình thường làm cái gì? Thường làm gì? Đem Kinh Thánh ra hù nó. Con mình nói nó không nghe, mình đem Kinh Thánh ra mình nói nó. Có một cái điều là mình sống với cái gọi là double standard. Mình là tiêu chuẩn kép, tức là lời Chúa mình áp dụng cho con mình, nhưng mà mình không bao giờ áp dụng hết trơn. À, khi hai vợ chồng gây lộn với nhau, ông chồng ông muốn đè bà vợ, ông áp chế bà vợ thì ông làm gì? Ông lấy Kinh Thánh ra, ông nói với bà vợ.
Nhưng mà ông không bao giờ áp dụng nó cho ông. Bà vợ cũng vậy thôi. Mấy bà vợ mà đi nhà thờ nhiều á, về ưa giảng cho chồng lắm. Vô nhà thờ không cho giảng, về nhà giảng cho chồng. Và cũng lấy lời Chúa áp dụng cho ông chồng mà không áp dụng cho mình. Ông chồng sẽ nói với bà vợ rằng: học theo gương Chúa đi, thuận phục, yên lặng, hiền lành, chịu đựng, chịu khổ. Nhưng mà chính ông thì ông không làm điều đó. Nhưng đó là một thái độ sai chật. Cái tấm gương của Chúa Giêsu phải được áp dụng cho cả chồng và vợ. Và cho dù những người chồng và người vợ có những vai trò và vị trí khác nhau trong gia đình, cho dù chồng là lãnh đạo trong gia đình, nhưng cả hai đều phải sống theo tấm gương của Chúa Giêsu. Tấm gương của Chúa Giêsu được áp dụng thế nào ở trong gia đình? Chúa đã thuận phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời, cả vợ và chồng cũng phải tuân theo cái thẩm quyền và thứ tự trong gia đình mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Nếu Chúa Giêsu đã yêu chúng ta thì cả vợ và chồng phải sống và cư xử với nhau bằng tình yêu. Chúng ta phải sống và cư xử với nhau bằng tình yêu. Quý vị ơi, quý vị có đọc Côn Tô Nhất đoạn 13 chưa? Câu 4 đến câu 7 chưa? Tình yêu thương sao? Hay nhịn nhục. Tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Quý vị áp dụng câu mấy câu thánh này vô đâu? Quý vị, chúng ta có thể áp dụng trong nhiều chỗ lắm, nhưng gia đình là cái chỗ mà cần mấy câu kinh thánh này nhất. Ở trong gia đình chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta thương nhau, yêu thương nhau, tình yêu thương sẽ nhịn nhục, sẽ nhân từ, chẳng có ganh tị. Hai vợ chồng có ganh tị với nhau không? Có. Hai vợ chồng ganh tị với nhau, thành ra là con mình nó mà mình đẻ ra mà đẹp thì sao? Giống tôi. Mà vợ mình bực không? Bực chứ, tại sao vậy? Nếu mà nó đẹp mà ông kêu giống ông, tức là ông kêu tôi xấu, nội điên lên liền, đúng không? Hai vợ chồng cũng ganh tị với nhau mà. Tình yêu thương không ganh tị. Rồi tình yêu thương chẳng lên mình kiêu ngạo. Tình yêu thương có kiêu ngạo không? Ông mình đặt bây giờ nhà này ai làm ra tiền? Ông nói tôi nghe coi, có kiêu ngạo không? Thành ra ở Việt Nam mình bây giờ, cái người đứng đầu trong gia đình đó, nó có một cái từ nó gọi là cái nóc nhà. Ai là nóc nhà? Nhiều khi cái nóc nhà không phải mấy ông chồng mà là mấy bà vợ. Tại sao vậy? Nóc nhà thường được lợp bằng tiền. Thành ra là ai có tiền nhiều là người nó kiêu ngạo trong gia đình. Tình yêu thương trong gia đình sẽ không làm điều gì trái phép hết, cũng không kiếm tư lợi, cũng chẳng nóng giận, cũng không có nghi ngờ sự dữ. Có nghi ngờ sự dữ không? Có chứ. Ông đi đâu mà từ chỗ ông làm về đây á là chỉ có 5 mai thôi. Mà tại sao tôi vô tôi coi cái contromet của ông đó, bây giờ từ lúc ông đi đến lúc ông về nó là 12 mai, 7 mai kia ông đi đâu? Nghi ngờ sự dữ. Nó không. Hồi nãy anh có vấn đề, anh đến gặp ông mục sư Tính nói chuyện. Từ chỗ mục sư Tính anh nói chuyện gì, anh nói tôi nghe chuyện gì mà anh phải nói với ông mục sư Tính được mà anh không nói với tôi được? Nghi ngờ sư dẫn. Rồi gia đình biết bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra, về móc túi lục bóp chồng rồi hửi, giống như là có nhiều ông chồng đi về, bà vợ bà đứng bà hửi từ đầu đến đuôi luôn đó. Cực, vô cùng cực. Anh nói rõ ràng còn tôi nhất đoạn 13 câu 4 câu 7 nó giải quyết cho mình hết. Chúa yêu mình vô cùng. Hãy lấy Côn Tô Nhất đoạn 13 câu 4 câu 7 đem vô hôn nhân của mình theo gương của Chúa. Chúa Giêsu đã hy sinh vì lợi ích của chúng ta. Cả vợ chồng phải hy sinh cho nhau, tìm kiếm ích lợi cho người phối ngẫu của mình. Chúa Giêsu khiêm nhường hạ mình thì vợ chồng cũng phải khiêm nhường hạ mình. Chúa Giêsu yên lặng khi đối diện với những đau khổ bất công. Cả vợ và chồng cũng phải học sống cuộc đời yên lặng tha thứ cho nhau. Quý vị biết tại sao chúng ta phải theo tấm gương của Chúa Giêsu trong cuộc sống gia đình không? Bởi vì nó rất quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không theo gương mẫu của Chúa Giêsu á, chúng ta sẽ rơi vào chuyện trong gia đình này ai quan trọng hơn ai, ai lớn hơn ai, ai có quyền hơn ai. Và quý vị thấy giống như mấy ông môn đồ đi theo Chúa luôn luôn tranh luận rằng ai trong chúng ta là người lớn nhất. Và cái điều đó sẽ đem lại cái đổ vỡ trong mình. Chỉ khi nào chúng ta sống tôn trọng cái trật tự mà Chúa thiết lập và sống theo cái gương mẫu của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ, tuần sau chúng ta sẽ nói kỹ hơn về người nam, người vợ và người chồng. Hôn nhân của nhiều người ngày nay hôm nay đang rất là căng thẳng. Ở tại đây cũng vậy thôi. Trong hội thánh này cũng vậy. Vì nhiều cuộc hôn nhân ngày hôm nay không tôn trọng lời Chúa, sống theo quan điểm của thế gian. Và nhiều người trong gia đình, khi mà gia đình mình xung đột á, thì thay vì trở lại với lời Chúa, thuận phục thẩm quyền của lời Chúa để xin Chúa phục hồi hôn nhân của mình, thì lại cay đắng với nhau, đoán xét lẫn nhau, nói và hành động gây tổn thương cho nhau. Thậm chí có nhiều người hối tiếc
vì đã bước vào cuộc hôn nhân. Có nhiều người đã suy nghĩ và nói ra, ôi tôi đã, hồi trẻ tôi bồng bột, tôi sai lầm khi tôi quyết định cưới với ông chồng này. Cho tôi làm lại, tôi sẽ không cưới bà vợ này. Tức là tôi đang nói cái suy nghĩ của người khác, chứ không phải tôi nói suy nghĩ của tôi. Có nhiều người đang suy nghĩ, cho tôi sống lại 40 năm trước tôi không cưới bà vợ này. Nhiều người đang suy nghĩ như vậy. Nhưng quý vị ơi, đây không thật sự, có nhiều người nói đây không thật sự là cái người chồng mà tôi mong muốn là thích hợp với tôi. Đây không phải là cái người vợ mà tôi từng ao ước đâu. Hồi xưa tôi đã bị cái gì đó mà tôi lầm. Tuy nhiên quý vị, nếu chúng ta thật sự đeo đuổi nghiêm túc cái sự tăng trưởng thuộc linh trong hôn nhân, chúng ta nên tránh tuyệt đối đặt một câu hỏi rất nguy hiểm, đó là tôi đã cưới đúng người không? Tôi không biết tình trạng hôn nhân của quý vị như thế nào, nhưng điều quan trọng bây giờ, nếu chúng ta đã ở trong hôn nhân, trở lại với lời Chúa, sống theo gương mẫu của lời Chúa, và thay vì suy nghĩ rằng đây có đúng là người, đây có phải là cái người vợ đúng của tôi không hay là sai, thì trước hết mình hãy trở nên một cái người chồng đúng với lời Chúa. Hãy trở nên một cái người vợ đúng với lời Chúa. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Và đó sẽ là cái bước khởi đầu cho sự phục hồi của hôn nhân chúng ta. Chúng ta đến với lời của Chúa. Xin Chúa dạy dỗ chúng ta. Hôn nhân là điều rất quan trọng. Tôi đã nhìn thấy những hôn nhân đổ vỡ đem đến sự suy sụp thuộc linh của người đó và của con cái người đó. Tôi đã hướng dẫn thiếu niên hơn 15 năm ở Việt Nam và có những em thiếu niên tôi không cách gì giúp được hết khi mà gia đình ba mẹ nó đổ vỡ và không hàn gắn được. Thành ra quý vị ơi, trách nhiệm của hôn nhân chúng ta là làm vinh hiển danh Chúa và cũng để tạo nên một cái dòng dõi thánh cho Chúa. Phải cẩn trọng về hôn nhân của mình. Hãy trở lại với lời của Chúa. Mời Thánh đứng lên chúng ta cầu nguyện. Tôi không biết hôn nhân của quý vị đang như thế nào. Có đang ở trong sự hướng dẫn của Chúa hay không? Hãy cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho hôn nhân của mình. Nếu sáng hôm nay Chúa cho hai vợ chồng ngồi gần nhau, thì đây là thời giờ mà người vợ, người chồng nắm tay nhau nói một vài lời. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng xin Chúa, Chúa ơi, xin chúc phước cho hôn nhân của chúng con. Xin phục hồi hôn nhân của chúng con. Xin đem chúng con lên với lời của Chúa. Xin chữa lành cho hôn nhân của chúng con. Chúng ta dành một vài phút, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.